Xin mến chào quý khán giả đang đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga-Ukraine và tình hình thế giới ngày 16 tháng 8 năm 2024 của The Sài Post. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, gần đây một đoạn video ấn tượng đã xuất hiện trên Internet ghi lại cảnh máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine thả bom AASM của Pháp xuống mục tiêu Nga. Đoạn video được công bố bởi Đại tá Yuri Ignat của lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy khả năng vượt trội của bom AASM, một vũ khí hiện đại với nhiều tính năng độc đáo. Bom AASM hay còn được gọi là bom chính xác AASM được trang bị công nghệ tiên tiến cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Với trọng lượng 227 kg, bom AASM được trang bị hệ thống dẫn đường GPS và quán tính, giúp bảo đảm bom bay theo tọa độ đã được ghi trước một cách chính xác. Hệ thống này không chỉ cung cấp độ chính xác cao mà còn bảo đảm bom có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi mục tiêu di chuyển. Một trong những điểm nổi bật của bom AASM là sự kết hợp của động cơ hỏa tiễn giúp tăng đáng kể tầm bắn so với các loại bom thông thường. Điều này mang lại cho không quân Ukraine khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn, giảm nguy cơ bị phòng không đối phương phát hiện và tấn công. Video thả bom AASM của MiG 29 cho thấy máy bay thực hiện cú thả bom ở độ cao thấp, sau đó giảm độ cao để tránh bị radar đối phương phát hiện. Đây là một chiến thuật quan trọng để giảm nguy cơ bị bắn hạ, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả của bom. Lực lượng không quân Ukraine hiện đang sử dụng ngày càng nhiều bom có độ chính xác cao để tăng cường hiệu quả chiến đấu, đặc biệt là chống lại sự tập trung của lực lượng bộ binh Nga sự gia tăng sử dụng bom aasm không chỉ làm tăng tổn thất cho đối phương mà còn thể hiện sự thích ứng nhanh chóng của ukraine với các công nghệ quân sự tiên tiến sự xuất hiện của bom aasm trên chiến trường ukraine không chỉ là một ví dụ về việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào chiến tranh mà còn là minh chứng cho sự hỗ trợ quốc tế đối với ukraine trong cuộc chiến hiện tại Thưa quý vị, các cuộc thanh trừng Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu sau khi tướng Sergei Shogu bị sa thải và nó có thể tiếp tục với một loạt vụ bắt giữ mới đối với các quan chức an ninh cấp cao không bảo vệ được khu vực Kesker, nơi quân đội Ukraine đã tiến công và giành được nhiều thắng lợi hơn một tuần qua. Hậu quả của những gì đang xảy ra gần Kesker, nơi Moscow đã mất quyền kiểm soát lãnh thổ rộng 1.000 km2 và 82 khu định cư, có thể dẫn đến các vụ án hình sự chống lại đại diện của các cơ quan quân sự và an ninh. Việc truy tố cũng có thể ảnh hưởng đến các quan chức dân sự đã để tình trạng này xảy ra. Vì cuộc tiến công này của lực lượng vũ trang Ukraine là cuộc tiến công lớn nhất kể từ khi cuộc chiến xâm lược của Nga bắt đầu, Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Valery Gerasimov, người đã lãnh đạo nhóm Nga ở Ukraine kể từ tháng 1 năm 2023, đã rơi vào tình trạng thất sủng với Tổng thống Vladimir Putin. Theo thông tin, ông Gerasimov đã biết về kế hoạch của Kiev nhưng lại không thông báo cho Putin. Chính vụ việc này đã có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của Jarosympov. Jarosympov, người đứng đầu bộ tổng tham mưu trong 14 năm, đã không có mặt trong cuộc họp ở Bộ Quốc phòng vào ngày 15 tháng 8, nơi người đứng đầu bộ Andrey Belousov được trình bày về kế hoạch về các biện pháp bổ sung để bảo vệ Kursk. Trước đó, kể từ ngày 9 tháng 8, người đứng đầu FSB Alexander Bortnikov đã điều phối hành động của lực lượng an ninh trong khu vực. Chính ông là người chỉ đạo hoạt động chống khủng bố, chế độ được tuyên bố ở các vùng Kursk, Belgorod và Brensk. Kể từ đầu tháng 5, ít nhất 5 tướng lĩnh đã bị bắt trong Bộ Quốc phòng, mỗi người đều bị buộc tội tham nhũng. Trong số đó có trưởng phòng nhân sự chủ lực, trung tướng Yuri Kuznetsov, phó trưởng phòng phát triển đội mới chủ lực, thiếu tướng Vladimir Seterov, nguyên tư lệnh tập đoàn quân 58, thiếu tướng Ivan Popov, trưởng phòng chủ lực. Cụp thông tin liên lạc GUS của lực lượng vũ trang Nga, trung tướng Vadim Samarin, trưởng phòng nhân sự chính của Bộ Quốc phòng, trung tướng Yuri Kuznetsov. Hồi tháng 4, Timur Ivanov, cấp phó chủ chốt của sago cũng bị bắt vì liên quan đến vụ hối lộ hàng ngàn tỷ đô la. Các nguồn tin chính phủ nói rằng chiến dịch chưa từng có này nhằm bắt giữ các tướng lĩnh và quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng đang diễn ra với sự đồng ý của Điện Kremlin. Theo họ, đằng sau các vụ án hình sự là mong muốn của các cơ quan đặc nhiệm đổ lỗi cho quân đội về những thất bại ở Ukraine và giành quyền kiểm soát ngân sách khổng lồ của Bộ Quân sự. Đến cuối năm nay, hàng trăm người sẽ bị bắt tại tất cả các cơ quan của Bộ Quốc phòng. Cuộc chiến tại khu vực Khasker đang chứng kiến những bước tiến quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine dù tiến độ có phần chậm rãi. Các khu điện cư lần lượt được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga, đánh dấu sự quyết tâm của Ukraine trong việc khôi phục chủ quyền trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Vào ngày 14 tháng 8, các phóng viên quân sự Nga đã xác nhận rằng quân đội của Putin đã mất quyền kiểm soát Gordivka. Tại khu vực Korenevo, giao tranh vẫn đang diễn ra, tuy nhiên tình hình tiền tuyến vẫn chưa có thay đổi đáng kể. Những hình ảnh được định vị địa lý từ ngày 15 tháng 8 cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến gần hơn đến khu vực Savonovka, khẳng định thêm bước tiến chiến lược của họ. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng đã phân tích diễn biến tại Kursk trong 24 giờ qua. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục tấn công tại khu vực Kauchet, cách biên giới Nga khoảng 27 km. Trong khi đó, chỉ huy của lực lượng Akhmat Aloudinov đã báo cáo về việc mất quyền kiểm soát Martinovka vào tay quân đội Ukraine. Kênh tin tức Zyriba của Nga cũng thừa nhận rằng Blekovo nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Các trận chiến cũng đã nổ ra tại Giri vào ngày 13-14 tháng 8, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến gần hơn tới xuất gia và biên giới Nga. Sự tiến công này cho thấy sự linh hoạt và hiệu quả trong chiến thuật của Ukraine khi họ dần dần siết chặt vòng vây quanh các khu vực do Nga chiếm đóng. Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 8, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt thành công, bắt giữ 102 kẻ chiếm đóng, bao gồm cả những người lính nghĩa vụ Nga và các chiến binh kadyrovites Những người chiếm đóng này thuộc lữ đoàn cơ giới số 200, trước đây đóng quân ở vùng Leningrad và lữ đoàn máy bay không người lái Gram KCD của Nga. Dù tiến độ có phần chậm rãi, nhưng những bước tiến này là minh chứng cho khả năng chiến đấu và sự kiên trì của Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Người dân Ukraine ở khu vực biên giới với Nga đang cảm thấy hài lòng, xen lẫn lo sợ khi Kiev phát động chiến dịch trên lãnh thổ đối phương. Đây là hậu quả của việc họ đưa quân tiến vào đất nước chúng tôi, Hanna Fedokovska nói trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 15 tháng 8, khi đang ở một trung tâm di tản tại Sumy, thành phố Ukraine gần biên giới Nga và là thủ phủ của tỉnh cùng tên. Fedokovska đề cập chiến dịch tấn công được quân đội Ukraine phát động hôm 6 tháng 8 vào tỉnh Kursk của Nga, khu vực giáp tỉnh Sumy, đây là cuộc xâm nhập lớn nhất của Kyiv vào lãnh thổ đối phương kể từ khi chiến tranh giữa hai nước bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Chúng tôi tiến vào lãnh thổ của họ không phải vì chúng tôi muốn thế, mà do họ đã đến nhà của chúng tôi và cướp đi cuộc sống yên bình của mọi người. Và giờ đây, họ phải đối mặt với điều đó. Fedorovska nói, đồng thời bày tỏ hy vọng chiến dịch của Kyiv sẽ không vô ích và có thể mang lại hòa bình cho Ukraine. Ông Zelensky ngày 14 tháng 8 thông báo, lực lượng nước này tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk sau khi kiểm soát được hơn 1.000 km vuông lãnh thổ của đối phương. Kyiv cho biết, binh sĩ của họ đang mở rộng vùng đệm bên trong Nga nhằm bảo vệ tốt hơn các cộng đồng giáp biên giới ở miền Bắc Ukraine, nơi thường xuyên hứng chịu đạn pháo Nga rót sang từ tỉnh Kursk. Fedokovska, sinh viên 21 tuổi, tới trung tâm di tản thành phố Sumy cùng với người bà 72 tuổi. Bà đến giờ vẫn chưa hết buồn khi phải rời xa chồng và ngôi nhà mà họ đã chung sống với nhau 52 năm. Hai bà cháu nằm trong số hàng trăm người dân Ukraine được di tản khỏi khu vực biên giới những ngày gần đây. Fedokovska cho biết, người ông 85 tuổi của cô kiên quyết ở lại, nói rằng, cháu hãy cứu bà đi, còn ông sẽ bảo vệ tài sản của chúng ta. Cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào tỉnh Kursk đã mang đến động lực hết sức cần thiết cho quân đội Ukraine, song cũng khiến nhiều người dân nước này, bao gồm fedokovska và bà mình, cảm thấy lo lắng về điều xảy ra một khi Nga tập hợp đủ lực lượng để phản công. Tôi chúc những người lính gặp nhiều may mắn, vì nếu họ không giữ được phần lãnh thổ Nga vừa chiếm, sẽ có nhiều bất trắc xảy ra với vùng Sumy. Nó có thể trở thành Medupol thứ hai. Sergei Zemlyakov, cựu chiến binh Ukraine từng chiến đấu ở vùng Donbass năm 2014-2015 nói tại trung tâm di tản. Mariupol, thành phố ở tỉnh miền đông Donetsk thất thủ giữa năm 2022 sau nhiều tháng bị Nga bao vây và bắn phá. Giao tranh tại đây đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, phần lớn hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy. Nila Buhaiova, nhân viên tại Sở Bảo trợ Xã hội vùng Sumy cho biết, hàng trăm người đã đến trung tâm di tản tại thủ phủ của tỉnh những ngày gần đây. Hoạt động di tản được tăng cường trong tuần qua khi Sumi bắt đầu bị tập kích. Người dân không thể tiếp tục ở lại và đã rời đi. Thứ sáu là 270 người, thứ bảy là 382 và Chủ nhật là 250, Buhail và nói. Con số này thấp hơn nhiều so với cuộc di tản của Nga. Giới chức tỉnh Kursk cho biết khoảng 180.000 người dân vùng này đã được lệnh di tản, trong khi hàng ngàn người ở các tỉnh lân cận cũng phải rời bỏ nhà cửa nhưng với nhiều người Ukraine, thật khó để thấy thương cảm cho những người hàng xóm ở bên kia biên giới. Với những người Ukraine ở xa tiền tuyến hơn, họ hy vọng việc khiến người Nga phải chịu những gì Ukraine nếm trải bấy lâu nay sẽ giúp kết thúc cuộc chiến. Trong bối cảnh chiến dịch phản công Kursk của Ukraine đạt được một số thành công, tình hình ở khu vực Donetsk lại đang trở nên phức tạp hơn khi quân đội Nga tăng cường tấn công. Những diễn biến này đã làm gia tăng áp lực lên quân đội Ukraine, đặc biệt là tại những khu vực mặt trận trọng yếu theo thông tin từ RBC Ukraine, Ivan Shekhat, diễn giả của lữ đoàn cơ giới số 110 của lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang đóng tại quận Bokrovsky, Donetsk, đã chia sẻ về tình hình ngày càng tồi tệ hơn ở mặt trận. Ông nói, chúng tôi đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn từ phía Nga và nguồn cung đạn dược cũng trở nên khan hiếm hơn so với trước đây. Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã chiếm được các làng Zelanoye và Olovka, tiến vào thị trấn New York cũng như các khu vực Krasnohorivka, Nikolaevka và Zuravka ở vùng Donetsk. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine không xác nhận hay phủ nhận những thông tin này, chỉ cho biết rằng các cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang tiếp diễn và Kyiv đã tập trung nỗ lực vào hướng Borovsky. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cũng đã theo dõi các diễn biến ở Donetsk và ghi nhận rằng, tính đến ngày 7 tháng 8, quân đội Nga đã tiến sâu vào khu vực phía đông Torreskaya và gần đến phố Gagarin ở New York, Donetsk. Tuy nhiên, ISW không xác nhận rằng Nga đã chiếm hoàn toàn khu vực New York. Đến ngày 15 tháng 8, ISW báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến một cách chậm rãi gần các khu vực Globokoye và Lukiansev ở phía bắc vùng Kharkiv, cũng như gần Novoselovka, Beveya và Zelenia ở phía đông nam Borovsko. Mặc dù Nga đạt được một số thành công chiến thuật, Bộ Quốc phòng Anh đã báo cáo vào ngày 9 tháng 8 rằng các lực lượng mặt đất của Nga tiếp tục thực hiện các hoạt động tấn công ở nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận Ukraine không có dấu hiệu giảm bớt sau cuộc tấn công ở Kharkov của Ukraine. Tính đến ngày 15 tháng 8, đã có 111 cuộc đụng độ quân sự diễn ra chỉ trong một ngày, với hướng Porosky được coi là điểm nóng nhất. Tình hình này đặt ra thách thức lớn đối với quân đội Ukraine khi họ phải đối mặt với những đợt tấn công mạnh mẽ từ phía Nga, trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực giải phóng các khu vực bị chiếm đóng. Cuộc chiến tại Donetsk hiện nay không chỉ là một cuộc đấu tranh quân sự mà còn là một cuộc chiến về ý chí và sự kiên nhẫn khi cả hai bên đều quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Ngày 15 tháng 8, người phát ngôn của Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc Liz Tursow đã yêu cầu chính quyền Nga cho phép các nhân viên của tổ chức này tiếp cận các khu vực giáp biên giới Ukraine đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc giao tranh. Yêu cầu này tập trung vào các khu vực Kursk, Bransk và Belgorod, nơi Liên Hiệp Quốc muốn kiểm tra tình hình tuân thủ nhân quyền. Theo bà Trussell, yêu cầu tiếp cận đã được gửi đến Moscow vào thứ Tư, ngày 14 tháng 8. Trước đó, Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi lãnh đạo Nga cấp quyền tiếp cận các khu vực bị chiếm đóng ở Ukraine và lãnh thổ Nga, nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Tình hình tại khu vực Kursk đang trở nên căng thẳng khi quân đội Ukraine bắt đầu tiến vào từ ngày 6 tháng 8. Đến ngày 15 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.150 km vuông lãnh thổ Nga và 82 khu định cư. Tại ba khu vực Kursk, Belgorod và Bransk, chế độ hoạt động chống khủng bố CTO đã được áp dụng, trong khi tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại Kursk và Belgorod. Tổng đốc Vyacheslav Gladkov cho biết tình hình tại Belgorod đã xấu đi đáng kể sau khi quân đội Ukraine bắt đầu tấn công vào vùng Kursk pháo kích vào các thị trấn và làng biên giới gia tăng và một nhóm quân nhân Ukraine đã được phát hiện ở biên giới quận Krasnoyarsky. Trong bối cảnh giao tranh leo thang, chính quyền vùng Kursk đã quyết định di tản hơn 180.000 cư dân, chiếm khoảng 20% dân số của khu vực. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vadeshuk thông báo rằng những dân thường từ các vùng lãnh thổ của Nga do lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng sẽ được di tản đến vùng Sumy. Họ cũng có cơ hội di tản đến Liên bang Nga, nhưng chỉ khi tuân thủ yêu cầu chính thức từ phía Nga, yêu cầu mà Veres trước cho biết chưa được đáp ứng. Ngoài việc di tản dân thường, Kyiv cũng lên kế hoạch tiếp nhận các tổ chức nhân đạo quốc tế vào các vùng lãnh thổ của Nga bị chiếm đóng để thực hiện các hoạt động phản ứng nhân đạo và theo dõi tình hình nhân đạo. Tình hình tại khu vực Kursker và các khu vực lân cận đang cho thấy sự gia tăng căng thẳng của cuộc chiến với những tác động nghiêm trọng đến đời sống dân thường và yêu cầu sự can thiệp của cộng đồng quốc tế để giải quyết tình hình nhân quyền đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.